mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, dù chăm lo nuôi nấng Nguyễn Công bằng cả tấm lòng và tình yêu thương, nhưng bà ở và ông bao lúc nào cũng lo sợ anh sẽ phụ lòng mà trở về với cha đẻ của mình. Khi biết đến sự việc Nguyễn Công đang tìm cách lấy lại ngôi nhà cũ cho cha đẻ, nỗi lo sợ ấy lại càng đau đáu trong lòng ông bao. Chính bởi ông cũng tự nhận thức bản thân đã chiếm hữu và cắt đứt tình phụ tử của cha con thông huệ bằng những bản cam kết vô lý. Những diễn biến chi tiết sẽ có trong phần 16 của cuốn tiểu thuyết Tấn kịch ở hạ lỗi của nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương. Xin kính mời quý thính giả đón nghe qua giọng đọc của Kim Yến. với ba. Ông coi việc đầy đọa những người không cùng đường là chiến tích, chiếm hữu được thân xác người đàn bà kia là niềm hoan lạc của ái tình đáng nhớ. Nhưng với em, đó là bóng ma của dĩ vãng. Bóng ma ấy hằng đêm len lỏi vào trong giấc ngủ với tiếng rên van đòi thèm được giải cứu nỗi oan khiên. "Anh công ơi." Nàng thẳng thốt kêu lên, là người giữ trọng trách trong xã hội có bao giờ anh đứng vào hoàn cảnh của họ mà nghĩ không anh? Nguyễn Công không ngờ Thanh Loan nhạy cảm như vậy. Gương mặt nàng u ám đắng dại như có lớp xương mờ bao phủ. Anh thấy lòng mình xót xa, muốn ôm nàng vào lòng vỗ về san sẻ. Nhưng chợt hình ảnh người cha với đôi mắt thương đau đầy trách móc hiện lên khiến anh dừng lại. Biết sao đây, khi gánh nặng đời cha đèn nặng trên vai anh như một chiếc áo quá khổ khoác lên một tấm thân hình nhỏ bé anh như kẻ đứng giữa hai chiều nước chảy cha ơi tâm hồn anh thảng thốt thanh loan có gây thủ chuốc oán với ai đâu mà người đời bắt nàng phải chịu đựng anh gắng gượng bước đến bên nàng thanh loan à anh mong em đừng nghĩ nhiều nữa ba nằm đây còn cần sự chăm sóc của em nữa bây giờ em hãy nghe lời anh ngủ một lát không em ốm thì anh biết làm sao lời nói anh êm nhẹ vừa như mệnh lệnh vừa như nài ép nàng không nỡ chối từ nhưng lát nữa anh còn phải đến cơ quan mà em an tâm anh sẽ điện báo nghị sáng nay nói rồi anh dìu nàng vào buồng ép nàng nằm xuống lấy chiếc chăn mỏng đắp lên ngực nàng thành loan ngoan ngoãn vâng lời cầm tay anh áp lên bầu ngực nóng hổi của mình. Cảm ơn anh. Nguyễn Công cúi xuống, hôn lên trán nàng. Ngủ đi em yêu. Bà gái thao thức không ngủ được. Thái độ và lời đe dọa của tâm khịt như là kim chích vào tim. Nỗi uất hận đã vượt qua ngưỡng của sự chịu đựng. Nếu không vì cha con ông Huệ thì muốn đến đâu thì đến. Bà sẽ lật tung bộ mặt bẩn thỉu vô ơn của kẻ lòng lang dạ sói kia nhưng bà buông tiếng thở dài nhưng nếu phải chấp nhận thỏa hiệp thì chính quyền sẽ ra sao khi có những kẻ như tâm bà không ngờ một đứa đã từng hơn một lần được bao dung cưu mang thoát khỏi kiếp bẩn cùng giờ đây không an phận lại vô ơn bất nhân bất nghĩa quay cổ phun nọc độc vào chính những người đang mang lại cuộc sống cho mình ngỡ khi vượt qua số phận nghèo hèn con người ta sẽ không quên quá khứ và trở nên thiện đức Ai ngờ có chút tiền lại vô ơn bạc nghĩa, hóa thân thành kẻ cơ hội, tha hóa, bất chấp luân thường đạo lý, bằng mọi cách với chiêu thức, được đằng chân lân đằng đầu. Luồn lách qua kẽ hở chính sách, lợi dụng hoàn cảnh và điểm yếu của những người xung quanh để thực hiện giã tâm đê hèn, đều cáng. Nhưng nếu một khi vạch trần giã tâm bị ổi của gã, thì liệu rằng kết cục cha con ông Huệ sẽ ra sao? câu hỏi nỗi dày vò sự chăn trở vò xé trái tim bà cùng với gương mặt khắc khổ đầy tuyệt vọng của ông huệ hiện lên nhìn bà như trách móc bà dùng mình thẳng thốt sao kiếp phận cứ mãi đọa đầy người ta như thế ông huệ một đời sống hiền lành đức độ sợ làm đau đến cả con run cái kiến chỉ vì sai lầm nghịch lý của một thời mà ông phải cam tâm dứt tình cha con nguyện vùi sâu chôn chặt nỗi niềm trong câm nín phải làm thế nào đây câu hỏi lay lạ trong lòng bà một bên là nghĩa tình còn một bên là trách nhiệm có nên chăng đến lúc giữa tình cảm và lý trí không thể dung hòa và bà là người phải chọn lấy một con đường giải thoát bà trở mình ngồi dậy đi ra ngoài vịn tường rào ngước nhìn trời tiết cuối thu sương buông lành lạnh tít trên cao, mảnh trăng họa tuần mỏng như là chiếc lá lúa uốn cong, ẩn hiện bồng bềnh trong những vạt mây màu trắng nhờ. Bà đẩy cổng bước ra ngoài, dọc theo ngõ, vượt triền dốc lên đê. Đến mặt đê bà dừng lại, khỏa mắt nhìn, tất cả chìm trong giấc ngủ. Những mái nhà nằm kề bên nhau, những lối nhỏ dọc ngang ngoằn ngoèo tạo nên những nét vẽ đa hình đa diện. Thì thoảng, tiếng gà điểm canh lạnh lót vang lên, loang ra, tan vào màn đêm tĩnh lặng. Ôi, hạ lỗi, vùng quê của bà thân thương làm sao. Đôi mắt bà mở rộng bao trọn cả quê hương. Bà Hà hít cảm nhận hương thơm nồng nàn của trăm ngàn đóa hoa vương theo gió từ hạ lưu sông Cái đưa về, quê hương của bà đấy, nhân dân của bà đấy, tất cả dường như an nhiên tĩnh lặng biết bao nhiêu nhưng sao trong sự an nhiên tĩnh lặng ấy bà cảm thấy như có điều gì sắp xảy ra thể như dòng sông cái mỗi khi vào mùa bão lũ có điểm báo trước cho cơn nước dòng ao ao chảy về cuồn cuộn phá vỡ đôi bờ màu mỡ phải chăng đó là trực giác ngộ nhận của lý trí cho sự biến đổi nằm trong danh giới giữa thiện và ác cái biên độ tưởng như không màu nhưng mà dễ biến chất khoảng lưu không dường như sạch sẽ nhưng lại bắt đầu cho những cuồng mầm tội ác nảy sinh. Không ai khác, bà gái biết mình đang đứng trước một bài toán phức tạp, không hẳn là vì trách nhiệm thiêng liêng của một đảng viên mà còn là nơi cắt rốn chôn nhau. Bà lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, sự đùm bọc của bà con xóm giềng, từng lũy tre, mỗi gốc cây, những mái nhà và cánh đồng cùng bao người nông dân lam lũ nhưng một lòng theo cách mạng đâu đó vọng về trong tâm tư bà tiếng bước chân rầm rập của hàng ngàn người hướng theo lá cờ đỏ sao vàng trên triển đê tiếng gieo hò mừng vui hòa lẫn những giọt nước mắt nghẹt ngào rơi xuống cánh đồng mang đến niềm ước mong ngàn năm của những người nông dân hạ lỗi nhưng rồi những truyền vận trong đời sống chính trị văn hóa xã hội tác động không ngừng đến đời sống con người mỗi khi thời đại sang trang thì tư duy của con người lại một lần được chỉnh lý và tiêu chuẩn hóa. Từ lối mòn ăn sâu trong ký ức được giải thoát, bung phá, tìm lối đi mới, thì tâm thế con người lại một lần bị xoay vần như là lũ chuột bạch trong phòng thí nghiệm, chờ thử vaccine. Tốc độ hóa thị trường ao ạt, xô vào len lỏi khắp đường ngang ngõ tắt. Trong khi tinh thần chuyển hóa chậm trễ thể như người khiếm thị chống gậy dò đường thì khái niệm vật chất lên ngôi chiếm vị thế quan trọng có những phát kiến hôm nay là chính lý khăng khăng đúng tưởng rằng bất biến thì ngày mai lại cần xét lại niềm tin bị mai một những mệnh đề đưa ra làm thước đo tiêu chuẩn đạo đức đôi khi như là sợi dây chun co giãn tùy thuộc vào kẻ cầm dây nghĩ đến đây bà gái cảm thấy trong lòng hững hụt nỗi buồn không rõ nghĩa kéo theo sự cô đơn ra giết. Bà cố xua đi những ý nghĩ nặng nề, lưỡng lự trong giây lát, bà quay về, đi được vài bước rồi dừng lại nhìn về phía gò hoang. Ngôi nhà vẫn sáng đèn, như vậy anh ấy vẫn chưa ngủ, như có ai thúc giục bà rào bước đi về phía gò hoang. Bà không biết vì sao lại vậy, nhưng không cưỡng nổi lòng mình, chân cứ bước còn trong lòng thấy ngộn ngang. Kiếp số như ông Huệ, phận đời như bà hai con người tự do không gì ràng buộc mà sao khó đến với nhau là vậy cuộc đời thật nghiệt ngã khoảng cách trong gang tấc mà tưởng chừng như thăm thẳm không cùng đến trước cửa bà lẹ làng áp mặt nhìn qua khe cửa ông huệ đứng đó tay viện dương thờ im lìm như pho tượng trên bàn thờ vẫn là bình hoa hồng quen thuộc đứng cạnh đôi bạch lạp cháy bập bùng tỏa ánh sáng lung linh huyền ảo hắt lên mặt kính lấp lóa khiến khuôn ngài trong tấm ảnh đung đưa đôi mắt ẩn hiện đa sắc lúc như hờn oán lúc như cầu khẩn lúc như van nài cầu mong đừng ai kinh động hãy để cho những phút giây tĩnh lặng này cho chúng tôi ở bên nhau được cùng nhau niệm hoài dĩ vãng bà gái bất chợt dùng bình toàn thân nổi gai ốc có cảm giác cái nhìn của người đàn bà trong ảnh vừa đau đớn tuyệt vọng, vừa oán hờn trách cứ. Bà gái định rời đi. Bỗng thấy ông Huệ cầm cuộn báo dở ra, khoe với bức hình của vợ. Mợ thằng Hạ ơi, mợ thấy không? Con trai của chúng mình bây giờ đã trưởng thành chững chạc như thế này rồi. Đây, mợ nhìn đây. Đây là bức ảnh thằng Hạ bắt tay với ông bí thư tỉnh ủy. Còn đây là bức hình nó đánh trống nhân dịp trường tiểu học An Phước Khánh Thành. Ông Huệ giờ tiếp trang báo nữa. Đây nữa, bức ảnh này là hôm nó về quê nói chuyện với bà con nông dân xã Hạ Lỗi. Cứ thế, ông Huệ dở hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác, được cắt ra từ những tờ báo màu khoe, cứ như vợ ông còn sống vậy. Mợ ơi, giờ đây con trai mình đã mang họ Nguyễn rồi, tôi làm gì có quyền gặp nữa, mà gặp để làm gì khi con đường thăng tiến của nó đang rộng mở tôi biết mình nên an phận nhưng mà mợ ơi dù biết vậy tôi cũng không sao quên được con từ sâu thẳm đáy lòng tôi nhớ con vô cùng tôi nhớ thằng hạ hàng ngày hàng giờ từng phút từng giây ngay cả trong giấc ngủ tôi cũng nằm mơ được ôm nó vào lòng nhưng tất cả cũng chỉ là mơ ước thôi mợ có biết không cứ mỗi chiều thứ bảy Nghe tiếng xe máy đi trên đê là tôi lại ngóng ngòi nhìn lên xem có phải con về không. Lâu lâu không thấy bóng con, lòng tôi như lửa đốt, sợ có điều gì không may xảy ra với nó. Tiếng thầm thị của ông vọng qua khe cửa, thổn thức đến nao lòng. Người vợ trong bức hình như được hoàn nguyên. Ánh mắt lấp lánh qua tấm kính như có đôi giọt lệ ngấn động long lanh sống động, khiến chân tay bà gái buồn rùn bà lùi lại. Dường như bà không ngờ sự việc trôi qua đã bao năm mà trong lòng ông Huệ vẫn đau đớn, dày vò đến vậy. Trong khung cảnh trước mắt bà, từng nét hình trên hai khuôn mặt kia, một sống và một chết, cùng với tiếng lòng thổn thức của ông Huệ. Thể như là muôn làn roi vô hình quất vào tâm hồn bà, đòi hỏi thúc bách bà về trả lời. Chính bà, lời nói lương tâm lên tiếng, không ai khác chính bà phải chịu trách nhiệm dài lời nguyền oan nghiệt khắc khoải này bà gái quay ra định thần lại hướng về phía thị xã an phước mà đi có điều này lạ lắm ông ạ à. mụ ở đang nằm ở võng nhòm lên nói với chồng không hiểu sao hôm nọ thằng công về giặt hỏi tôi về tài sản ở trong nhà nó trước đây lại còn mở sổ ra ghi ghi chép chép nữa nhà nào Tài sản nào? Ông bao nhớn mắt hỏi. Thì những thứ kê trong nhà vợ chồng thông huệ ấy. Mụ ở đáp. Tôi trả kể cho ông nghe bao nhiêu lần đấy thôi. Sao bà bảo bị tịch thu với lại trưng thu hết rồi hay sao? Ông bao nói. Thì thế mới lạ chứ. Mụ ở lầm nhầm. Chẳng biết nó hỏi để làm gì nữa. Ông bào thừa người lầm bẩm theo. Nó hỏi để làm gì nhỉ? Hay là... Hay là thấy chồng cứ hay là một hồi mụ ở cáu nói thì nói hịch toẹt ra lại cứ hay là hay là mãi ông bao chợt nhớ lần tâm khịt nhắc đến ngôi nhà của lão huệ ở ngã tư an phước nhưng lúc đó ông không để ý bây giờ nghe vợ nói ông mới sực nhớ ra hay là thằng tâm biết chuyện gì đó nhưng mà giấu ông nghĩ thế lưng ông dâm gian mồ hôi tứa ra như là kiến bò ông vỗ chán hay là nó muốn đòi lại cái nhà ấy bà nhỉ không có nhẽ mụ ở buông lửng câu nói có nhẽ thế thật ông bao gật gù tôi xem thời sự trên truyền hình thấy có mục nói đến việc nhà nước trả lại nhà và tài sản cho những gia đình bị quy thành phần trước đây hay là nó muốn lấy lại nhà của lão huệ ông chỉ được cái hay là mụ ở nguyết chồng nếu thực vậy hóa ra công bình thành công cốc ư Bà nói cái gì công cốc cơ? Cầm ông bao vệnh lên. Giọng mụ ở đồng đành. Thì lấy lại nhà xong. Nó sẽ đưa cha đẻ về rồi tách theo. Mặc kệ cho hai thân già chết dẫm ở cái xó xỉnh này. Không có nhẽ. Ông bao chăn trở. Mình nôi nứng. Gột rửa nó. Mà trong người nó chưa hết máu phản động ư. Mụ ở. Nén tiếng thở dài buông câu ca dao trách ai được miếu phụ nghè, được chiêng phụ trống được bè phụ nan. Ở đời nào ai đã học chữ ngờ, bây giờ trơn ra mượt lông rồi mà. Sốt ruột ông bao gắt, ruột gan đang nóng như lửa đốt lại còn thơ mấy phú. Bình tĩnh này có nhẽ, lại phải nhờ đến thằng Tâm Khịt dò la xem thực hư thế nào đây. Ông tin thằng Tâm thế cơ à? Mụ ở nhổ tuyệt bẽ trầu vào ống nhổ, liệu mà lại nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà đấy? Thì bây giờ còn có mỗi nó để nhờ chứ còn ai đâu. Ông Bao nói, chuyện gì cú tông tốc mang ra kể với thằng Tâm, không chừng đến lúc nó phản thùng lại thì ông hết ngáp. Mụ ở lấy chân, đẩy cho chiếc võng đu đưa. Nó dám, nó dám à? Ông Bao văn mắt đỏ ngầu như là mắt châu điên. Nó dám phản thùng à? Tôi sẽ cho nó đi tù mọt gông. Dào ơi, mụ ở bĩu môi lườm chồng. Ông làm cứ như ông còn đang ngồi ở cái ghế chủ tịch thời cải cách ý. Tôi sợ gì nó? Ông bao gõ cái điếu xuống mặt bàn. Trong tay tôi còn tờ giấy chính tay nó viết thú nhận là con cái phần tử phản động cái kia. Liệu mảnh giấy ấy có hại được nó không? Hay lại gậy ông, đập lưng ông? Mụ ở kìm võng lại thùng thẳng nói. Ừ, cũng có nhẽ cựu chủ tịch vùng hạ lỗi thần người ra nghĩ. Tờ giấy ông bắt nó viết, chẳng qua để hù dọa nó thôi. Chứ ông biết khó mang ra làm bằng chứng được. Vì vào thời đó, thằng Tâm còn đang tuổi vị thành niên, không cẩn thận bị phát giác ra việc giả mạo giấy tờ. Ông còn mắc phải tội, đã tàng chữ con dấu, lợi dụng làm việc bất minh. Bí quá, ông đưa tay vê dâu cằm rồi bật ra câu hỏi vậy theo bà bây giờ phải làm như thế nào thì vẫn phải nhờ thằng tâm dò la xem ý tứ của thằng công thế nào xem xem có đúng nó định đòi nhà cho cha đẻ nó không rồi mới tính tiếp được mụ ở đáp một mạch ông bao đứng dậy phủi quần tưởng bà có kế gì hay cuối cùng vẫn phải nhờ nó thôi để tôi tìm gặp nó xem thế nào rồi tính mụ ở gàn từ ngày làm cán bộ Nó về muộn lắm Chắc gì bây giờ đã có nhà Không có nhà thì tôi ra ủy ban tìm Ông Bao nói Đây là việc cần làm ngay Trước khi vào ủy ban An Phước Đi đến ngã tư đầu ngõ thị xã Bà gái rẽ về lối đổi thông Bà có ý muốn thăm lại Nơi hội kháng chiến chống Pháp Bà bị giặc bắt giam Quang cảnh đường đi lối lại Nay đã thay đổi Nhưng nhờ đổi thông vẫn còn nên bà gái có đích tìm lại dấu xưa. Bà Tần Ngân đứng trước cổng trường tiểu học Lưu Quý An, tên một thiếu niên hy sinh trong thời chống Pháp. Bà nhớ khu vực này trước kia là nơi đóng quân đồn trú của quân đội Pháp. Phía Nam giáp với sân bay chạy dọc theo quốc lộ 2, hướng Đông là đường vào trung tâm thị xã. Toàn bộ đồn bốt hồi đó được xây dựng kiên cố. Xung quanh hầm ngầm, địa đạo, đường hào dọc ngang, thông đến các lô cốt đúc bê tông nửa nổi nửa chìm có lỗ châu mai như những con mắt suốt ngày đêm thức canh để phòng việt minh tiến công từ hướng tây bắc vào hà nội để bảo vệ bọn pháp còn đắp ụ súng nổi. quây hàng rào dây thép gai nhiều lớp bốn góc trại lững thững tháp canh cao ngất nghều ngày đêm có lính bồng súng đứng gác xung quanh trại từng tốp lính dắt chó béc dê tuần phòng nghiêm ngặt tất cả như còn hiện hiện trong tâm trí bà nhưng trước quang cảnh này thật khó nhận ra bà gái tần ngần đứng ngoài cổng ngó vào trên sân trường đám học trò mặc đồng phục quần xanh áo trắng đeo khăn quàng đỏ nô đùa ầm ĩ đứa nào đứa ấy da rẻ hồng hào xinh xắn thấy có bà già đứng tựa cổng nhìn vào nhiều đứa chạy ra ngó nghiêng rồi quay về xếp hàng vào lớp đang khi bà cố lục tìm trí nhớ tìm lại khu nhà giam bọn Pháp đã nhốt bà ngày trước, thì cô giáo Thanh Loan dắt xe đạp đi tới lễ phép hỏi. Bà đưa cháu đi học hay đến tìm ai đấy ạ? Bà gái trả lời. À à, trả lại trước kia tôi đã từng ở đây, tiện thể hôm nay lên đây muốn thăm lại. Bà nói sao? Nàng chố mắt nhìn bà. Cháu nhớ trong lịch sử vùng An Phước viết, thì toàn bộ khu vực này ngày trước là nơi đồn trú của quân Pháp, chứ làm gì có nhà dân đâu ạ? À? Chắc bà nhầm lẫn thế nào chứ? Đúng là ngày ấy ở đây không có nhà dân thật. Bà gái gật đầu đáp lại, nhưng đây lại là nơi đến chết, tôi cũng không bao giờ quên được. Bà nói sao cháu không hiểu? Cô giáo Thanh Loan tò mò. Bà có thể kể cho cháu nghe được không? Chuyện xưa lắm rồi. Bà gái nhìn nàng, tôi kể chắc gì cô đã tin? Câu nói của bà càng kích thích chính tò mò của nàng. Nàng víu tay bà này nỉ. Cháu là cô giáo dạy sử nên rất muốn nghe những gì liên quan đến quá trình phát triển của vùng đất An Phước này. Nàng nghiêng tay xem đồng hồ. Còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ cháu lên lớp. Bây giờ thế này nhá. Cháu mời bà vào với cháu một lúc rồi kể cho cháu nghe chuyện của bà được không ạ? Rồi không đợi bà trả lời, một tay nàng dắt xe tay kia níu tay bà dắt đi động thái nhiệt tình và thanh âm từ miệng nàng thoát ra thật nhẹ làm cho bà gái vui cô bé này con nhà ai mà xinh xắn lại nói năng khéo léo thế không biết nghĩ vậy bà theo nàng đi vào nàng dẫn bà gái đến phòng truyền thống của trường lấy chìa khóa mở cửa bật điện mời bà vào đưa bà đến tấm sa bàn kê giữa nhà bà ấy bà đây là tấm sa bàn toàn bộ vùng An Phước hồi chống Pháp còn đóng đây. Nàng trò tay, chỗ này là nơi hai bà cháu mình đang đứng. Xung quanh đây toàn là trại lính, lô cốt, bong ke, rào kẽm gai. Nên khi nghe bà nói, trước kia bà đã ở đây, nên cháu mới thắc mắc. Tấm sa bàn tuy nhỏ, nhưng tất cả biểu hiện như thật. Bà gái đứng ngây người, đăm đăm nhìn không chớp mắt. Trong lòng bà, trào dâng cảm xúc bồi hồi, mọi suy tư dồn về trong ký ức xa xăm. Đây rồi. Mắt bà dừng lại ngôi nhà đổ mái trần, nửa chìm, nửa nổi, nằm sát hàng rào dây thép gai. Cái nhà ngục đen đúa ám lạnh, chứa đầy đồ tra tấn cùng với lũ ác ôn điên cuồng, lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống hiện về, khiến bà run run lặng người trực ngã. Thanh Loan vội đưa tay đỡ bà. Bà ơi bà sao vậy? Bà ngồi xuống ghế này cho đỡ mỏi. Bà không ngồi, một tay vịn vai nàng, còn tay kia trò. "Cháu ơi, đây là nơi giặc Pháp đã giam giữ tôi cùng với các đồng chí của tôi, và đây cũng là nơi lần đầu tiên tôi được gặp ân nhân đã cứu tôi thoát khỏi công cụm nanh vuốt của kẻ thù." "Thật thế hả bà?" Cô giáo Thanh Loan bật lên, câu hỏi đột ngột. "Bà ngồi xuống đây kể cho cháu nghe đi." Bà gái ngồi xuống ghế kể lại chuyện mình bị Tây bắt và được cứu thoát ra sao. Giọng bà rành giọt khúc chiết. Thanh Loan dòng tay nghe từng câu, từng chi tiết, lòng bồi hồi cảm phục. Bà ơi, người cứu sống bà bây giờ còn không bà? Ông ấy còn. Bà đáp, ông ấy là người cùng quê với tôi. Nếu cô giáo muốn biết, khi nào có dịp về xã hạ lỗi, gặp ai, cứ hỏi ông Huệ Hoa Hồng là ai cũng biết. Vậy ra, bà cùng quê với anh, Nghĩ vậy nhưng nàng không nói ra mà hỏi Bà ơi sao lại gọi là ông Huệ Hoa Hồng hả bà? Thì tên tục của ông ấy là Huệ Bà gái trả lời Nhưng vì ông ấy trồng toàn hoa hồng Nên mọi người quen gọi thế mà cháu Thích bà nhỉ? Nàng nói như reo Chúng cháu cũng thích hoa hồng lắm bà ạ Vì hoa hồng là hoa dành cho tình yêu mà bà Nhìn nét mặt tươi trẻ hồn nhiên và âm thanh trong trẻo của nàng, bà gái cười nụ nếu thích thì lúc nào về đấy mà xem đẹp vậy mà có khối người không thích đâu cháu ạ à. sao lại vậy hà ba nàng hỏi thì ở hạ lỗi từ thời thượng cổ đến nay vẫn trồng lúa bà gái chép miệng ông huệ thấy đồng đất hợp với thứ hoa ấy nên vận động bà con bỏ lúa trồng hoa nhưng nhiều người sợ trồng ra không bán được bây giờ đất nước mình khác rồi bà ơi Nàng nói, hoa tươi là một trong những thứ cần thiết cho cuộc sống, làm cho cuộc sống đẹp đẽ hơn đấy bà. Ừ, ông Huệ cũng nói với bà như thế. Bà gái nói và ước mơ hạ lỗi trở thành cánh đồng hoa cũng là mong muốn của ông Huệ đấy cháu ạ. À. Nói xong, bà đứng dậy, tỏ vẻ muốn đi. Thanh Loan tiễn bà ra cầm trường. Trước khi chia tay, nàng cầm tay bà. Bà ơi, bây giờ tới giờ cháu lên lớp rồi, cháu hứa với bà sắp tới có giờ ngoại khóa nhà trường tổ chức đưa học sinh về thăm đền hai bà cháu sẽ đưa học sinh về quê bà xem hoa bà nhé bà gái nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng dặn dò ừ cháu đến vùng hạ lỗi cứ hỏi ông huệ hoa hồng là ai người ta cũng chỉ cho cháu ngay vâng cháu hứa sẽ đến nàng đáp rồi đứng đó nhìn theo cho đến khi bà gái khuất sang đường rẽ vào trung tâm thị xã thì nàng chợt nhớ quên không hỏi tên bà. Ông bao lên đê, đi đến điếm canh. May quá tâm khịt có nhà. Gã đón ông bằng câu chào rất chi là đệ tử. Chắc có điều gì dạy bảo nên vào giờ này quân sư đích thân hạ cố. Đúng là ta có chuyện cần anh thật. Quân sư gật đầu công nhận. Thấy có mấy người khách đang ăn, ông khoát tay. Ra dậy đê nói chuyện vào làm chén rượu đã, đệ tử. Bọn câu nhái sa mạc vừa mang lên hơn năm chục con nhái nhện. Quân sư dứt khoát, bàn chuyện xong đã. Đệ tử y lời, vào pha nước, bê lên bãi cỏ ven đê. Chuyện hệ trọng hà quân sư. Này quân sư, cầm chén nước. Cái chuyện nhà cửa lần trước anh nói với ta là thế nào nhỉ? Nhà cửa nào ạ? Đệ tử nhăn chán, anh trả bảo với ta Có ai đó bàn tán gì Đến cái nhà của lão Huệ Ở ngã tư An Phước đấy thôi Ông Bao nói À đệ tử chừng như vỡ lẽ Chuyện tầm phào ở công sở ấy mà Nhưng mà bố nghe ai nói gì à Thế này nhá quân sư Nhìn trước ngó sau Như sợ có ai nghe thấy rồi hạ giọng Việc này rất hệ trọng Ta nhờ anh vào đó dò la xem có đúng là thằng công Định lấy lại cái nhà ấy không thì lấy lại được càng hên chứ sao? đệ tử chép miệng rồi khít một cái rõ to. đất đai nhà cửa ở đô thị bây giờ có giá lắm đấy. chuối lấy xong bán đi được món tiền to. ngu. quân sư mắng đệ tử. nó lấy nhà xong đưa lão huệ về đấy rồi tích theo thì công lao mấy chục năm trời của vợ chồng tao đổ ra sông ra biển hết à? giả vừa lắng nghe phần 16 cuốn tiểu thuyết Tấn kịch ở hạ lỗi của nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương. Phần 17 của câu chuyện sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính chào tạm biệt quý vị.